Rồi sụn của Thành Đạt nhé, thì chia sẻ với các bạn là khi các bạn mua cái rồi sụn nhà mình về ấy, thì nướng ấy, là lưu ý đầu tiên là các bạn phải nướng than ở sát rồi sụn, cách rồi sụn khoảng 10cm thôi, để cho cái rồi sụn của mình khi nướng ấy là nó không bị khô. Và thứ hai là mình nướng như vậy thì mình sẽ ức chế bắt cái rồi sụn này nó vàng ngay lập tức, nó không ra được nước, thì tỷ lệ hao nó sẽ chỉ có 10% thôi. Đấy. Thứ ba là khi các bạn nướng như thế thì cái rồi sụn của mình nó không tiết được cái nước này ra, thì nó sẽ giữ được cái độ ngọt 100% của cái rồi sụn. Đấy. Và có cái đặc biệt nữa là khi các bạn lấy rồi sụn nhà Thành Đạt về thì các bạn nướng, các bạn không cần phải quét dầu, không cần phải lên màu, mà khi các bạn chỉ cần nướng là nó đã tự lên màu rồi. Khi mà bán cái thịt nướng chum này ấy, thì anh chị em nhà mình kết hợp với cái rồi sụn này thì sẽ tăng được doanh số rất là nhiều. Thứ hai là cái rồi sụn nhà Thành Đạt thì nó có rất là cái nhiều cái ưu điểm. Một là mình dùng toàn bộ cái nguyên liệu gia vị tự nhiên. Hai là mình dùng toàn bộ 100% bằng lòng non các bạn nhé. Thì cái lòng non này khi mà nướng lên ấy, thì cái độ thơm của nó và cái khói mỡ này của nó này rất là thơm này. Thứ hai là ăn rất là cuốn. Đấy. Nhà mình thì ở đây là mình là cuộn to mình cắt ra, chứ mình không có làm cái loại rồi sụn ngắn ngắn công nghiệp như ở ngoài thị trường. Nên là rồi sụn của Thành Đạt nó là độc quyền. Từ trước đến nay mình đã bán đến hôm nay là 4 năm rồi, nhưng mà gần như là anh em lấy nhà mình là 100% là bán hàng là đều là thành công. Tại vì khi cái sản phẩm này đến tay khách hàng thì được đánh giá rất là cao. Ăn nó không bị khô này, nó có ưu điểm là không bị khô này. Độ ngọt nó cao, và khi anh em mang về để nguội cái rồi sụn mất thơm. Mình đã chia sẻ cho các bạn cách nướng, thì các bạn theo dõi thấy hay thì các bạn đăng ký kênh và ủng hộ kênh giúp mình nhé. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Cái miếng rồi sụn thì sau khi nướng xong ấy thì giòn vàng, chấm vào cái nước chấm hòa quyện này thì mình ăn này cảm giác là nó có cái lan tỏa cái gia vị rau thơm ở trong miệng, và cái độ giòn sừng sực của thịt, giòn sừng sực của sụn và cái độ ngọt của thịt nó quyện vào nhau. Cái này rất là tốn bia nhé, ra là ăn miếng nữa các bạn, ăn này không dừng lại được, hơi tốn bia.